trên 100 triệu một xíu thôi, chúng ta sẽ sở hữu ngay được một chiếc điện thoại Vitu chính hãng, cảm ứng với cấu hình mạnh. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân review chủ đề về điện thoại chính hãng Vitu, và đây là một chiếc điện thoại Vitu chính hãng mang tên Vitu Iron Flips. Chiếc điện thoại Vitu nắp gập cảm ứng dạng thanh với cấu hình mạnh và kiểu dáng rất là tinh tế đẹp. Chiếc điện thoại này với kiểu dáng dạng thanh mà gặp được như thế này. Ở nhiều video trước, Kỳ Lân review rất chi tiết về chiếc điện thoại Vitu nắp gập cảm ứng đời mới này với phiên bản ở phía sau lưng là da cá. Thì hôm nay, phiên bản mà Kỳ Lân đang cầm trên tay với cấu hình y như vậy, kiểu dáng như vậy, nhưng khác biệt đó chính là ở phần sau lưng này, ở phần da này. Đây là phần da B Togo chính hãng của hãng. Thì phiên bản da B này giá sẽ rẻ hơn da cá vài chục triệu, chỉ khác mỗi phần da B và cá. Đây là màn hình ngoài ở phần nắp gập phần ngoài. Và bây giờ cùng Kỳ Lân Ati chiếc điện thoại này, mình sẽ chọn ngôn ngữ là tiếng Việt, bởi vì đây là phiên bản quốc tế rặt. Quý khách lưu ý là đây là phiên bản quốc tế rặt, mình không dùng bản nội địa nha, cũng không dùng bản nội địa nâng cấp, mà đây là bản quốc tế rặt. Khi Ati chiếc điện thoại này, Kỳ Lân thường theo kinh nghiệm của mình là bỏ qua tất cả các bước để cho Ati xong chiếc điện thoại, thì lúc đó Kỳ Lân mới đăng nhập tài khoản của mình vào để cho điện thoại được mượt hơn, nhanh hơn. Bởi vì khi chúng ta đăng nhập tài khoản Google vào thì đôi khi sẽ bị mình không để ý kỹ, sẽ đồng bộ một số cái dữ liệu lên, máy sẽ chậm load và lao Ati. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.